khác xa cái gì nó different không? Thì giống nhau không? Chứ các bạn học cùng nó là similar. Không biết các bạn học thấy cái đấy không? Tradition là truyền thống. Apart là căn hộ. Thì các bạn học cùng từ này different form là khác xa cái gì đó? Expensive ngược lại thì nó là chủ.